Alo, xin chào mọi người. Video hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với mọi người một cách để làm sao chúng ta không cần mật khẩu Wi-Fi mà chúng ta vẫn có thể kết nối được với Wi-Fi. Đầu tiên, tôi sẽ cho mọi người xem một số cái Wi-Fi như kiểu là đây. Con này là con TP-Link 841N. Còn này là con 646EW của Viettel. Và con này là con 8045A2 cũng là của Viettel. Bước đầu tiên, mọi người hãy xem cho tôi cái phím ở đây này. Nó có ở trên Wi-Fi, nó có cái phím VPS này này. Đây, phím VPS. Mọi người hãy bật nó lên nhá. Khi nào mọi người bấm giữ nó này thì ở trên màn hình, ở trên nó hiện lên một cái bóng. Đấy, đấy. Đây là cái phím VPS này. Khi nào mình bấm thì nó sẽ có hiện cái đèn lên này. Xong rồi mọi người sẽ vào cài đặt. Chọn không dây vào mạng này. Chọn VLAN này. Đây. Rất nhiều, các bạn bấm một cái khác này. Cài đặt nâng cao này. Kết nối qua VPS này. Các bạn chờ nó 1 phút. 1 phút đấy, các bạn đã kết nối với Wi-Fi Phương Thị rồi. Đấy. Đây là Wi-Fi 841. Bây giờ tôi quên mạng này đi. Tôi không cần nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang cái Wi-Fi thứ hai là con Wi-Fi 646EW. Mọi người cũng thực hiện như thế nhá. Đây cái phím VPS nó nằm ở bên cạnh VLAN này này. Đây phím VLAN này. Còn đây là phím VPS này. Đây, mọi người bấm giữ này. Khi nào nó hiện đây này, cái dòng VPS đây này. Khi nào mọi người bấm giữ là nó sẽ lên thôi. Đấy. Khi nào cái phím VPS này mà nó đang nháy đèn này thì mọi người lại thoát ra. Mình bấm cài đặt này. Không dây vào mạng này. Wi-Fi. Đây, lại vào chỗ khác này này. Cài đặt Wi-Fi nâng cao này. Kết nối qua mục VPS. Đây. Các bạn nên đợi nó một chút. Đây. Đây, bây giờ nó đã kết nối vào cái vậy Viettel GPON 8385F8 này. Rồi, bây giờ tôi quên mạng này đi, tôi chuyển sang con khác. Tiếp theo là đến cái con này, là con tên là con đây ạ. Wi-Fi 8045A2. Rồi. Mọi người cũng bấm như thế cho tôi nha. Đây, nút bên cạnh này là có cái hình VPS này. Tôi bấm ở trên màn hình nó sẽ hiện lên này. VPS đây. Tôi bấm này. Đó, con này lên lâu thế. Đấy. Khi nào cái phím VPS này nó hiện lên, mọi người cũng thao tác tương tự. Các bạn vào không dây vào mạng. Xong rồi chúng ta vào chỗ phần VLAN này. Bấm chỗ dấu ba chấm này, bấm phím khác này. Cài đặt nâng cao này. Kết nối qua VPN. Các bạn chờ nó một lúc. Con này hơi lâu. Xin cảm ơn mọi người đã xem video của tôi. Nếu mọi người thấy hay, mọi người có thể ấn vào cái phím đăng ký ở bên dưới và like cho tôi một like cộng với là một lời comment.
Trên đây là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta kết nối Wi-Fi, không cần mật khẩu Wi-Fi. Chúng ta chỉ cần cái bật cái phím VKPS. Tất cả các Wi-Fi là đều có cái phím VKPS. Chúc các bạn thành công.